Dạ con xin đảnh lễ chư tăng thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tề Đức, và cũng kính chào toàn thể quý vị có mặt ở diễn đàn Pháp Cú Kinh ngày hôm nay, ngày chủ nhật ngày 26 tháng 12. Rồi còn chúng ta chỉ là còn vài ngày nữa là chúng ta sang năm mới rồi, sang năm 2022. Thời tiết cuối năm nó có chút thay đổi, thời tiết có vừa lạnh mà vừa bị khô, và trong cái thời tiết như thế này đó thì rất là dễ rất là dễ bị cảm lạnh. Dạ cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt, và rất là dễ bị viêm nhiễm các thứ. Riêng tình trạng thì hồi đầu tuần có bị viêm họng, hành sốt, lại quẩy oải cơ thể. Nhưng mà do mình không có biết được cái triệu chứng của viêm họng cho nên mình cũng lo, tại vì đang trong cái mùa dịch Covid, cho nên những cái triệu chứng gần giống như là triệu chứng Covid như vậy đó. Rồi có đi ra tìm thuốc Tây mua thuốc uống nhưng mà người ta không có dám khám, tại vì mình chưa có đi test Covid. Rồi lúc đó thì mình đã có mua cái bộ Phật tử dùng cái bộ test nhanh á, bộ kit test nhanh á, thì mình test tại tại chùa thì nó chỉ hiện lên một vạch thôi. Tình đạt lại vào bệnh viện để mà khám, thì đúng là bác sĩ khám nó là do bị viêm họng, mà do là nó hành mình mệt mỏi, mình thấy nóng sốt chứ không phải là bị Covid. Cho nên sau khi bác sĩ cho thuốc về uống thì được một ngày hai ngày thì bắt đầu nó giảm rất là nhiều, mà bây giờ thì nói chung là vẫn còn uống thuốc thêm hai ngày nữa, nhưng mà cái cổ họng nó đã không còn cảm thấy đau nữa, ngay khi mà nuốt nước miếng nó không còn thấy đau nữa, như vậy là thấy là đã phục hồi lại, khá quan tâm. Quay lại ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cho cái buổi sinh hoạt ôn tập cuối tuần. Và ngày hôm nay chúng ta ôn tập cuối tuần với những cái câu kệ ngôn Pháp Cú cuối cùng của Phẩm Hiền Trí, từ câu 85 cho đến câu 89. Là chúng ta có tất cả 5 câu. Bởi vì 5 câu kệ ngôn Pháp Cú này chỉ liên quan đến hai cái duyên sự mà thôi, cho nên bình thường thì chúng ta chỉ học thôi cái duyên sự, cũng là cũng kết thúc, cho nên nhưng mà cái duyên sự liên quan thì chỉ có hai duyên sự mà thôi. Mong rằng hôm nay các quý vị chúng ta cố gắng để mà chọn cho mình một câu và chọn điều cho các câu, cho đừng có nên bỏ sót 5 câu. Dạ, thí dụ như vị trước đã chọn câu 85 rồi thì vì sao Quan Hỷ chọn câu khác câu 85? Để chúng ta thì số lượng các vị ở đây không có nhiều vị có khả năng, cái điều kiện không gian với lại cái điều kiện để mà cầm mic á, cho nên những vị nào có thể cầm mic được ôn bài, xin quý vị Khoan Hỷ chúng ta chọn cho ôn tập cho điều đặn các câu, chia điều ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi sinh hoạt tối hôm nay. Arahang Samma Sambuddho Bhagava
Bhutan Bhagavantan Abhivademi Sokhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Tangkho Sangkhang Namami. Dạ Nam Mô Bụt Thầy nhé, một lần nữa con xin lãnh lễ Chư Tăng và mến chào toàn thể quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập cuối tuần với 5 câu kệ ngôn Pháp Cú từ câu 85 đến câu 89 ở phẩm Hiền Trí Vantitavakkha. Bây giờ thì chúng ta sẽ ôn tập tập thể. Thành đàn sẽ đọc qua một lượt 5 câu kệ ngôn Pháp Cú này, sau đó sẽ mời tất cả quý vị chúng ta cùng tham gia để ôn tập trùng đọc lại những câu kệ ngôn Pháp Cú đã được Đức Phật ngày đến cho lợi ích các cái hàng đệ tử của Ngài. Rồi bây giờ chúng ta xin được bắt đầu. Phẩm Hiền Trí Vantitavakkha câu số 85. Apakate manusesu yejana paragamino athayang itara abhanuthavati apakame apakate manusesu yejana paragamino athayang itara bacha tirame vanu thawati. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Câu số 86. Ye cha kho samma dakha te thamme te cha na barame santi machu thayang sudotarang. Ye cha kho samma dakha te thamme dhammanuvadino te cha na barame santi machu thayang sudottarang. Những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dài sẽ đến bờ bên kia, vượt ma lực khó thoát. Những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dài đến bờ sẽ đến bờ bên kia, vượt ma lực khó thoát. Câu số 87. Kana sukkang bhaveta bandito oka anokama gamma viveke yata nuramang kanhang dhammang vipahaya sukkang bhaveta bandito oka anokama gamma viveke yata nuramang. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sạch. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khó lạc.
câu số 88. Tatra pirati mecheya hitwa kame akinchano bariyo na baya atanang chitta kilesehi bandito. Tatra pirati mecheya hitwa bari yoda baya atanang cita kilese hi bandito. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch, cấu quế từ nội tâm. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch, cấu quế từ nội tâm. Câu số 89. Ye sang sambo thi yang ghe su samma chit tăng su pa vi tăng adana pati nisak ghe anu ba da ya rye rata wa chu ti manto te lo ke bari niputa ye sang sambo thi yang ghe su samma chit tăng su pa vi tăng adana pati nisak ghe anu ba da ya ye rata khi na sa wa chu ti manto te lo ke pari ni bu ta. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm hoặc sáng chối, sống tịch tịnh ở đời. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lộ hoặc sáng chối, sống tịch tịnh ở đời. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giác. Dạ, như vậy thì chúng ta vừa ôn một lượt qua năm câu kệ ngôn pháp cú phẩm hiền trí, từ câu 85 đến câu 89. Dạ. Và trong năm câu kệ ngôn pháp cú này ở trong chú giải thì rất là ngắn gọn, và Tịnh Đàn cũng cố gắng để mà tóm tắt cũng như là mở rộng để cho đầy đủ một cái bài tóm tắt và cũng đầy đủ cái ý nghĩa trong cái phần tóm tắt đó. Khi mà chúng ta đọc một trong năm câu kệ ngôn này đó, thì chúng ta sẽ đọc cái phần tóm tắt của cái duyên sự. Và thưa quý vị rằng mỗi một cái dạ đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát để được Tịnh Đạt rất mít rồi ạ. Dạ cảm ơn Trần Đông. Dạ con thấy sư đã trở lại đạo tràng. Dạ con cung thỉnh sư ạ. Dạ Tịnh Đạt đang kiểm tới ngày 1 tháng 1 năm 2000, qua tới qua năm mới nó mới gia hạn, như vậy là hôm nay vẫn còn đường truyền còn vẫn còn hạn. Dạ quý vị có nghe được âm thanh và hình ảnh là chưa ạ? Dạ dạ cảm ơn quý vị, dạ cảm ơn cô Rạng Đông, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, dạ dạ cảm ơn Ai Kim, cô Ái Kim ạ, dạ cảm ơn bác Quá Tà Ná.
Dạ, cảm ơn bác Watana đã hỗ trợ post bài. Thưa quý vị rằng đây là năm câu kệ ngôn pháp cú liên quan đến hai cái duyên sự. Tuy rằng là năm câu kệ ngôn có hai duyên sự mà thôi, nhưng mà nhất là trong cái duyên thì ba câu kệ ngôn 87, 88 và 89 có một cái ý nghĩa. Tại sao mà Đức Phật ngài nói đến ba câu kệ ngôn liên quan? Tại vì 500 đến 500 vị tỳ kheo, thưa quý vị rằng, và Đức Phật ngài phải nói rộng cái vấn đề ra, ngài phải nói nhiều cái đề tài ra để mà có thể thích hợp với từng nhóm các vị tỳ kheo. Và do nhờ là thuyết pháp vừa theo cái khả năng, thích hợp với khả năng, thì các vị đó lãnh hội rất là chúng ta sẽ thấy tuy là một cái duyên sự nhưng mà có ý nghĩa từng phần khác nhau. Và bây giờ thì xin mời chúng ta, các vị chúng ta sẵn sàng để mà giơ tay chọn cho mình một câu. Và Tịnh Đạt xin nhắc lại thì hôm nay các vị quan hỷ, tại vì số lượng câu chúng ta hơi nhiều, chúng ta chọn rải điều ra, tránh bị trùng lập, để chúng ta có thể hoàn thành ôn tập trọn 5 câu kệ ngôn pháp cú ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị ạ. Dạ, xin mời cô Rạng Đông ạ. Dạ, xin để xuống mic. Sa thú thành thai, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức. Con kính chào đạo tràng. Dạ, Rạng Đông hết hơi rồi. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin chọn pháp cú số 85. Sau đây con xin đọc pháp cú. Appakatemanussesu yecana paragamino athayang itarapaccha pirame valutha appakatemanussesu ye cha na paragamino atha yang itara paccha tira me wa nu tha wa ti. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sau đây, tại kinh thành Savatthi, một nhóm người có tâm đạo cùng ở dọc theo một con đường nọ, quyết định để bát cúng dường chư tăng và tụ lại chùa nghe giảng pháp suốt đêm hôm đó. Tuy nhiên, khi đêm về khuya, vài người không chịu nổi nên trở về nhà. Vài người khác ở lại nhưng không ngớt ngủ gục. Nghe câu chuyện trên, Đức Phật giải thích bản chất của người thế gian và đúc kết ý nghĩa bằng hai câu kể trên. Bị dính mắc vào ngã chấp và bị tham dục chi phối nên khó liễu ngộ được giáo pháp và phải tiếp tục xuôi ngược bờ luân hồi. Rất ít người đạt đến bờ giải thoát. Dạ thưa hết, kính mời cô Cẩm Vân. Dạ sa thú kính cảm ơn sư Rạng Đông. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật. Con kính
Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc câu pháp cú số 87. Can hăng thâm măng quý pá ha giá, xúc căng pa quê thá ban lý tô, ô ca á nô cá ma gâm mát, quý quê kê giác thá đù rá măng. Can hăng thâm măng quý pá ha giá, xúc căng pa ô ca á nô cá ma gầm má, quý quê kê giác thá đù rí rá năng rá măng. Kẻ trí mỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khó lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Kẻ trí mỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khó lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tỷ, sau ba tháng an cư nơi khác đã về đến Chê Tá Quá Ná để yết kiến Đức Phật và nghe Ngài khuyên dạy. Sau khi lắng nghe chư Tăng phúc trình sự hành đạo của riêng mình, Đức Phật đã tùy theo khuynh hướng của từng nhóm mà Ngài đã đưa ra những lời sắp tấn thích hợp. Đối với bậc trí sẽ chọn đời sống viễn ly, độc cư, hành, phạm hạnh, giữ tâm ý trong sáng, loại trừ năm dục trần, không tu tập bảy pháp giác ngộ, không buông lung thì sẽ đạt đến giải thoát, không còn chấp thủ. Và Cẩm Vân đã đọc bài xong và mến mời bằng thai của Sittina. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 89. Ye sang sam po thi yang ge su sam ma chi tang su pha vi tang a ta na pa a thi ta ya ye ra ta khi na sa wa chu tin man to te lo ke pa ri nim pu ta. Những ai nói với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc, sáng chói, sống tịnh tịnh, tịch tịnh ở đời của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ye sang sam pu thi gan ge su sam ma chi tăng su pha vi tăng an đa na anu phada ya ye ra ta khi na sa wa chu tin man to te lo khe pari nim bu ta. Có 500 tăng sĩ sau 3 tháng an cư nơi khác đã về đến Chê Tá Quá Ná để ý kiến Đức Phật và nghe Ngài khuyên dạy. Sau khi lắng nghe chư tăng phúc trình sự hành đạo của riêng mình, Đức Phật đã tùy theo khuynh hướng của từng nhóm mà Ngài đưa ra những lời sách tấn rất thích hợp. Đối với bậc trí sẽ chọn đời sống viễn ly, độc cư hành phạm hạnh, giữ tâm ý sáng trong, loại trừ năm dục trần, không cho khuấy động, chuyên trú thì sẽ đạt đến giải thoát, không còn chấp thủ. Dạ, con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Thank you.
sanh ca giá, con xin thành kính đảnh lễ ăn đức Phật, ăn đức Pháp, ăn đức Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô, tu nữ trong đạo tràng. Con xin kính chào quý Phật tử. Dạ, con xin cảm ơn cô Đặng Đông và cô Hiệp Bình đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 88. Tatra viratimichaya hitwa kame akincha no bariyo pa đa bày giá áp tà năng chít ta kỳ lệ xê bàn đi tù đáp tí mít chày giá hít hoà cà mê a kín cha nô ba ri dô đá bày giá áp tà năng chít ta kỳ lệ xê hít bàn đi tù. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch câu ế từ nội tâm. Có 500 tăng sĩ sau 3 tháng an cư nơi khác đã về đến Chitawana để ý kiến Đức Phật và nghe Ngài khuyên dạy. Sau khi lắng nghe chư tăng phúc trình về sự hành đạo của riêng mình, Đức Phật đã tùy theo khuynh hướng của từng nhóm mà Ngài đưa ra những lời sắp tán thích hợp. Đối với bậc trí sẽ chọn đời sống viễn ly, độc cư, hành pháp hạnh, giữ tâm sáng trong, loại trừ năm dục trần, không cho khoái động, chuyên chú tu tập 7 pháp giác ngộ, không buông lung. Thì sẽ đạt. Dạ, con xin cảm ơn Quynh Quá Thá Ná và Sĩ Trạng Đông đã đăng bài. Con xin xuống mic nhường cho người tiếp theo. Dạ, con thân thiện. Con kính lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý đạo hữu. Con muốn đạo tràng có nghe con không? Và cảm ơn. Dạ, con kính tri ân Đại Đức Thịnh Đạt. Thì con hơi hấn hình chút. Dạ, bây giờ hấn hơn được một chút nào không ạ? Sao còn không có gì nhờ? Không biết đạo tràng có nghe âm thanh con tốt hơn không ạ? Nghe nhỏ xíu mà. Vậy 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 đạo tràng cố gắng lắng nghe con ha. Con cũng biết sao con để lớn hết maximum rồi đó. Dạ thôi con mời gì khác đi ha, con xin mất ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Và một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ, Thanh Thủy nghe Nhật Bình và con kính tri ân sư. Thanh Thủy ơi, Thanh Thủy chỉnh máy rồi, Thanh Thủy trả lên lại nha. Dạ, cảm ơn Đặng Đông. Huynh Quá Thá Ná có trước máy không Huynh? Huynh có trước máy không? Huynh lên ông bài trước đi Huynh. Dạ, kính mời Huynh. Dạ, sa thu lành thay sinh nhật hình. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá. Phật giáo pháp và chư tăng kính đảnh lễ cho đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào toàn thể quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 86. Số này chưa có ai kể nên con xin được kể. Ye cha kho samada khate tham mê tham anu vút ta ni no te cha na pa ra me san ti mak chu thay yang su đô ta rằng ye cha kho sam ma da kha te tham mê tham anu vát ti no te cha na pa ra ma san ti
Mặc dù thấy rằng su đu ta rằng về cha khô sám ma đà kha tê tham mê tham ma nu va ti nô tê mặc dù thấy rằng su đu ta rằng những ai hành chỉ pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát. Bản dịch của ngài Minh Châu. Tại kinh thần Savatthi, một nhóm người có tâm đạo cũng ở đập theo một con đường nọ, quyết định để bát cúng dường chư tăng và tụ lại chùa nghe giảng pháp suốt đêm hôm đó. Tuy nhiên khi về đêm, khi đêm về khuya, vài người không chịu nổi nên trở về nhà, vài người khác ở lại nhưng không ngớt ngủ gục. Nghe thế gian và đúc kết ý nghĩa bằng hai câu kể trên, phần đông các chúng sanh bị dính mắc vào ngã chấp và bị tham dục chi phối nên khó liễu ngộ được giáo pháp và phải tiếp tục xuôi ngược bờ luân hồi, rất ít người được đến bờ giải thoát hết. Ravatana, xin mời kính mời Sita Nhật Huỳnh nha. Hay là Sít Thanh Thủy, Sít Thanh Thủy cầm mic lại thử không? Xin mời Sít Thanh Thủy nha. Dạ, sa thủ kính cảm ơn mình. Bắt thằng nào Thanh Thủy chỉnh máy xong cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh nhường mic nha Thanh Thủy ơi. Dạ, trong khi chờ đợi con xin được dạ, vậy là câu nào cũng có người đọc hết rồi bạch sư. Nên dạ, con trở lại câu 85 bạch sư, coi như là không có thiếu câu nào. Con dự định hãy con thiếu câu nào chưa bị nào đọc thì con sẽ đọc. Nhưng mà bây giờ con theo dõi thì coi như là câu nào cũng có người đọc hết theo lời yêu cầu của sư. Dạ, bây giờ thì con xin ôm câu 85. Cảm ơn Vinh Phát Thanh Lạc cho bài học. Ất ba ca tê manu sê su dê cha nà bà ra gà mi nơ ất hạ dân Ít ta thà quá tích Ất ba ca tê manu sê su dê cha nà bà ra gà mi nơ ất hạ dân Ít ta ra ba cha tì ra mê hoa nu thà quá tích Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con xin được kể. Abhakate mano se su Vệ cha na ba ra ga mi no A tha yang y ta ra ba cha ti ra me qua no A ba ka te na ma no se su Vệ cha na ba ra ga mi no A tha yang y Tà ra ba cha tỷ ra mê qua nụ tha qua tiền. Rạng đông cho Nhật Quỳnh xin. Dạ, cảm ơn rạng đông. Tại kinh thành Sao Quách Thi, một nhóm người có tâm đạo cùng ở dọc theo một con đường nọ, quyết định để bát cúng dường chư tăng và tụ lại chùa nghe giảng pháp suốt đêm hôm đó. Tuy nhiên, khi đêm về khuya, vài người không chịu nổi nên trở về nhà, vài người khác ở lại nhưng không ngớt ngủ gục. Nghe câu chuyện trên, Đức Phật giải thích bản chất của thế gian và đúc kết ý nghĩa bằng hai câu kệ trên. Và bị tham dục chi phối nên khó liễu ngộ được giáo pháp
và phải tiếp tục xuôi ngược bờ luân hồi, rất ít người đạt đến bờ giải thoát. Dạ, trong năm câu này con dẫn cái câu này hơn với cái lời của Ngài Hòa Thượng Minh Châu: ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chờ chạy bờ này. Là nhắc nhở con, khi con đọc câu kinh này thì nhắc nhở con là phải ráng tu tập, tại vì rất ít người được giác ngộ và ít người đi được làm thiện lành giống như nhiều lông bò với ít sừng bò. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng, kính cảm ơn Bình Quát Tha Ná và Xích Rạng Đồng đã phát bệ học. Dạ, bây giờ thì Thanh Thủy ơi, trở lại đạo tràng được chưa? Alo Thanh Thủy. Anh đợi mà Thanh Thủy nha. Dạ, mời Thanh Thủy cầm mic. Thanh Thủy ơi, chưa thấy cầm mic. Alo. Dạ, cảm ơn Sẵn Đông. Thanh Thủy có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Vậy không có duyên hả? Rồi, một chút xíu đây ha. Vậy là một chút xíu. Rồi, Thanh Thủy chỉnh trở lại ha. Dạ, dạ, bây giờ thì đạo tràng con không thấy còn vị nào có bàn tay. Con cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt Từ Bi Hoan Hỷ trở lại đạo tràng để chúng con được nghe phần đúc kết của sư ạ. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ sa thú lành thai. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn quý vị. Thực sự ra là rất là hoan hỷ mà mỗi lần thi đúc kết á, khen quý vị á, thì thực sự ra thì hàng ngày nào cũng khen, lần nào cũng khen thì quý vị cảm thấy rằng giống như là một cái sắp đặt sẵn. Nhưng mà thực sự thưa quý vị rằng rất ít khi mà ở trong cái sinh hoạt bình thường đó, rất ít khi mà Tịnh Đạt nghe các cái vị mà thường xuyên, thường khi đó là hội thính chúng mà đọc những câu pháp cú rồi chia sẻ những cái điểm của các sư, các vị xuất gia. Nhưng mà khi mà nghe các vị chia sẻ thì thực sự ra Tịnh Đạt cũng rất là hoan hỷ. Đối với một cái người, nhất là người cư sĩ tại gia, thưa quý vị rằng có rất là nhiều thứ để mà mất thời gian. Và để mà có được cái duyên để mà gặp Phật Pháp á, phải nói cực kỳ là khó. Bây giờ chúng thấy nhiều cái diễn đàn Phật Pháp xuất hiện thì cũng là một cái niềm
thì thử tổng kết lại trên các cái diễn đàn, trên các cái diễn đàn khác nhau thì cái số lượng người tham gia đó quanh đi quẩn lại thì được bao nhiêu, và trong cái số người tham gia trong các cái diễn đàn Phật pháp đó thì cái người mà có cái nhu cầu để mà tìm hiểu lại ít hơn, và trong cái số người mà có nhu cầu tìm hiểu mà hiểu được, lắng nghe mà hiểu được thì càng ít hơn nữa. Người mà hiểu được mà an vui và đem ứng dụng ra cái đời sống phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Thì Tịnh Đạt muốn nói rằng cái cuộc đời, cái đời sống của người cư sĩ nó rất là nhiều cái bận rộn, rất là nhiều cái khó khăn, nhiều cái chướng duyên. Và để mà bén duyên với Phật pháp phải nói là rất là khó. Và quý vị đã cố gắng tìm cái duyên cho mình, các vị tự tìm cái duyên cho mình, tức bằng cách là tham gia các cái diễn đàn, các cái lớp học, các cái buổi sinh hoạt Phật pháp, và từ đó nó bén duyên với Phật pháp, với những cái người hữu duyên với mình. Ví dụ như bây giờ quý vị gặp các vị giảng sư ở diễn đàn Pháp Cú Kinh thì quý vị cảm thấy rằng các vị này giảng pháp nhưng mà sao mà mình nghe mình nói chung là không có để cái cảm xúc của mình không được có nhiều. Nghe các vị giảng thì vẫn cái tâm thành kính, vẫn có tâm để mà lắng nghe, nhưng mà để mà nhớ, để mà có cảm xúc thì không có nhiều. Thì với vị tham gia những cái diễn đàn khác thì tự nhiên lúc nào đó các vị sẽ gặp một cái vị hữu duyên. Và cái hữu duyên đây thưa quý vị rằng là có cái kết nối với nhau từ trong. Cho nên quý vị để ý có những cái bài kinh mà Đức Phật ngày không có trực tiếp ngày tiếp của chúng sanh cái vị đó, nhưng mà ngày yêu cầu một cái vị khác như ngày Xá Lợi Phất, hay là ngày Mục Kiền Liên, hay là ngày một cái vị đệ tử nào khác mà tiếp độ, thì đó là cái duyên của mỗi người. Cho nên chúng ta đang tìm cái duyên cho mình bằng cách đó là mình phải đi dấn thân vào. Mình đi tìm, mình đi học, mình đi nghe, mình chịu khó, mình tìm hiểu thì tự nhiên cái duyên nó sẽ bén ra. Còn không thì không ai mà mình không chịu khó. Và Tịnh Đạt nói rằng rất là hoan hỷ với cái tấm lòng của quý vị, bận rộn, khó khăn, nhưng mà các vị đọc được chữ Pali, các vị đọc tham gia các diễn đàn, và quý vị có cái tâm đạo duy trì các cái diễn đàn cũng như duy trì Phật pháp, thì phải nói rằng quý vị phải cố gắng rất là nhiều. Đó là một cái điều mà Tịnh Đạt muốn nói rằng sau những cái buổi sinh hoạt đó, rất là hoan hỷ với quý vị, chứ không phải là một cái kịch bản có sẵn đâu, mà phải nói là rất là quan hệ ở nhà, ở quê đó, rồi những người mà Tịnh Đạt biết thì phải nói rằng khi mà đến Phật pháp phải nói là gặp rất là nhiều cái trở ngại, mỗi người có một cái trở ngại khác nhau. Cho nên thôi thì quý vị cũng như là tất cả chúng ta, mỗi người sẽ tìm cho mình một cái duyên. Phật pháp thì có một thôi, nhưng mà đường đi đến á thì nó nhiều nẻo, nó nhiều cách. Có người thì đi tự lực, có người thì phải nhờ người hướng dẫn, có nhiều người giống như là bây giờ chúng ta đi du lịch, nhiều người đi du lịch, tôi thích đi, người ta không thích máy bay nữa, người ta thích đi đường bộ, ô tô, rồi xe gắn máy, rồi thậm chí người ta có thể người ta đi bộ để mà du lịch.
À, cái mục đích là vẫn là du lịch đi khám phá, nhưng mà có nhiều cái sở thích khác nhau. Nha. Thì đó là Tịnh Đạt muốn một lần nữa tỏ sự quan hỷ với cái tấm lòng học Phật Pháp, duy trì các cái diễn đàn Phật Pháp và duy trì Phật Pháp của quý vị. Còn cái câu kệ ngôn Pháp Cú mà ngày chúng ta hôm nay chúng ta ôn đó, thì cái duyên sự thật ra đã, cái duyên sự tóm tắt thật ra đã trình bày khá đầy đủ những cái câu kệ ngôn này. Cái câu kệ ngôn nói về cái đức hạnh phẩm chất của một cái vị hiền trí. Chúng ta mai này chúng ta đọc lại cái phẩm hiền trí, và chúng ta sẽ đọc lại những cái phần tóm tắt mà chúng ta đã ôn, thì chúng ta sẽ gợi nhớ rằng đây là những cái phẩm chất, những cái đức hạnh của một cái vị hiền trí, là một cái vị thánh A-la-hán. Và theo đó thì chúng ta sẽ có những cái gương lành để noi theo, để mà thắp ngọn đuốc ở trong người mình. Bởi vì thưa quý vị biết rằng có những cái gương lành á mà chúng ta giữ trong người mình á, khi mà mình bị hụt hẫng, mình bị bất cú sốc nào đó, mà chúng ta hướng về Tam Bảo, và cụ thể những cái vị mà chúng ta đang hướng đến là những người có đức hạnh, những người có cái phẩm chất cao quý, thì cái niềm tin chúng ta sẽ phát khởi. Và do cái niềm tin phát khởi đó, chúng ta sẽ vượt qua những cái khó khăn đó. Thì cái phẩm bậc thiện trí này rất là quan trọng để mà chúng ta lập cho mình một cái tấm gương, tấm gương để mà mình noi theo, mình nương tựa. Tuần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập phẩm A-la-hán, phẩm hiền trí đến phẩm A-la-hán. Dạ vâng, đúng rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập câu pháp cú 90 liên quan đến cái duyên sự Chiwaka, những câu hỏi của Lương Y Chiwaka. Câu số 91 liên quan đến cái duyên sự ngài Maha Kassapa, và câu 92 liên quan đến một vị trưởng lão tên là Belatha Sisa. Dạ, chúng ta sẽ ôn tập 90, 91 và 92 để chúng ta có được cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái bài ôn tập kế tiếp. Và bây giờ thì đã đến giờ hết giờ sinh hoạt của ngày hôm nay ở Giảng Đạo Phổ Quốc Kinh. Một lần nữa chúng con xin kính chúc sức khỏe chư tăng và toàn thể quý vị. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính mời con cảm ơn trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã hướng dẫn chúng con ôn tập cuối tuần ngày. Ngày hôm nay đại đức Tịnh Đạt và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rum chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến sư. Bà quả tu sắp bằng mang lăng rạc khăn tu sắp về đê quả tu sắp bà bùa đà nữ phá và nè sá đà sá thị vô quanh trư trê. Bà quả tu sắp bằng mang lăng rạc khăn tu sắp về đê quả tu sắp anh hạm ma nữ phá và nè sá đà sá thị vô quanh trư trê. Bà quả tu sắp bằng mang lăng rạc khăn tu sắp về đê quả tu sắp bà sáng khá nữ phá và nè sá đà sá thị vô quanh trư trê. Đang cầu trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng khá sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành Tam Bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai,
Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và ôn bài ôn tập cuối tuần. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng.